các bạn nha. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Minh Giàu của mình nha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đánh 5 tiếng CT các bạn. Bữa nay hôm nay xuất hiện các bạn ơi ở đảo nhiệt đới các bạn. Mình bắt nhỏ một lượng lại cái. Rồi ok, mình sẽ vào tấn công các bạn. Những màn đầu này các đơn diện mình sẽ vượt nhanh luôn, bắn phá cho nó nổ. Rồi không nổ luôn các bạn. Không nổ luôn các bạn. Pháo yếu rồi. Bắn thêm cái đi chắc nó nổ rồi. Rồi chưa nổ luôn. Trời ơi, viên đá lớn luôn mày. May mắn vậy. Thì mình sẽ bắt đầu tấn công màn thứ hai nha. Màn một bắn pháo không nổ, màn hai chắc sẽ không nổ rồi mày. Tha lính cho chắc mày. Khá là nhanh. Ok, mình sẽ chở gan chuẩn bị cho mình thứ ba này. Tấn công nha. Rồi, con người không đợi nữa. Cho nó vậy, tên 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 vô đây rồi. Thả bọ vô cho nó cắn. Sẽ chuẩn bị cho màn thứ tư các bạn. Những màn này nhanh mình sẽ tấn công cho nhanh. Thắng rồi mày. Mày thế nào mình cũng sẽ tấn công luôn mày. Mày sáu mày này, có thắng rồi. Thêm một cây bẫy cung điện. Này cũng dễ, này có mấy cái súng rồi xong. Rồi ok các bạn, ra màn thứ 5 dễ dàng rồi nha. Màn thứ 6. Thường thường mấy cái cửa này các bạn nên đánh tính cầm búa sẽ vượt qua cũng dễ dàng các bạn. Sẽ vào vô tháng màn thứ 6. Thành công rồi các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đàng hoàng rồi chết. Ok, là được mạng thứ 6 các bạn. Không có thương vong các bạn, chỉ chết minh nhì. Sao mạng thứ 7 các bạn, mình sẽ vào gió thám các bạn. Không có gì ghê gớm lắm, nhưng mình sẽ sát thương nó cao dữ hơn. Ok, mình sẽ tấn công nha. Thương vong của một số sư tăng. Ui, người đi lên trước người này sống rồi. Chiến thắng rồi các bạn ơi. Nhưng mà cũng thương vong hết một số lính bơm máu với sư tăng. 6 sư tăng, 3 lính bơm máu rồi. Chào gái rồi. Okay, cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, hẹn gặp lại những video tiếp theo, những buổi livestream tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại nhé các bạn. Bye các bạn.